Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về dòng xe Toyota Avanza bên em, và giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Avanza phiên bản tự động và ngoại thất là màu bạc. Avanza thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản có giá có hạn với 2 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và trước mắt chúng ta đây phiên bản tự động có giá niêm yết là 598 triệu. Và ở thời điểm tháng 12 năm 2022 này, bên em đang có gói hỗ trợ cho anh chị lên đến 45 triệu, trong đó bao gồm tiền mặt, phụ kiện và bảo hiểm. Thì để lăn bánh chiếc xe này ngoài đường thì anh chị cần chuẩn bị giúp em số tiền là 632 triệu. Còn nếu anh chị có nhu cầu trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 190 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Và ngoài ra có một phiên bản nữa, phiên bản số sàn có giá niêm yết là 558 triệu vào thời điểm tháng 12 năm 2022 này, thì bên em sẽ hỗ trợ cho cái dòng số tự động tổng khuyến mãi lên đến 30 triệu bao gồm tiền mặt, phụ kiện và bảo hiểm. Để lăn bánh chiếc xe bản số sàn thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 603 triệu, và để trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 108 thôi là có thể lăn bánh chiếc xe bản số sàn ra ngoài đường rồi. Và vừa rồi em đã báo cho anh chị về cái chi tiết về giá bán, giá niêm yết lăn bánh cũng như là cái số tiền để trả góp ở thời điểm tháng 12 2022 này, và đem đang dẫn cho anh chị xem một vòng xung quanh xe ngoại thất chiếc xe Toyota Avanza màu bạc. Thì ngoại thất chiếc xe này số tự động và số sàn cũng giống nhau thôi, nó cũng không một vài điểm khác biệt, nó cũng nho nhỏ, nó không đáng kể. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cụ thể từ phần đầu xe xem ngoại thất chiếc xe này có gì, sau đó em sẽ dẫn anh chị vào trong nội thất. Thì từ phần đầu xe anh chị sẽ thấy là xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng là dạng khoang, chiếu khoang full led luôn, và bên dưới là có đèn halogen phiên bản là đèn sương mù dạng halogen. Còn ở phía phần thân xe la răng sẽ được trang bị ở cả phiên bản số sàn và số tự động đều được trang bị là la răng phay xước. Và đặc biệt nữa là ở cụm gương này đã được trang bị là gương tự động cụm mở ở cả phiên bản số tự động và cả phiên bản số sàn luôn. Mà ngoài ra thì tiện ở phần thân xe, ở phần cánh cửa em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái dòng xe này được trang bị cả với số tiền lăn bánh với số sàn khoảng tầm 600 triệu mà được trang bị đầy đủ màn hình cam lùi, để chìa khóa thông minh, đèn full led 7 chỗ, xe nhập khẩu. Quá hợp lý cho anh em chạy dịch vụ hoặc là anh em nào có nhu cầu mua xe chạy gia đình. Và ngoài ra thì ở phía phần đuôi xe cũng được trang bị là cụm đèn dạng led. Ngoài ra thì được trang bị là hai cái cảm biến sau, cảm biến đỗ, đèn full led. Và vừa rồi em đã giới thiệu anh chị về cái ngoại thất của xe. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe này chỉ có 6,3 lít trên 100 cây. Đây là dành cho dòng xe tự động đấy ạ. Và phần nội thất. Phần nội thất thì xe sẽ được trang bị là như em vừa giới thiệu bên ngoài này, hệ thống cụp mở gương chỉnh điện và là gương tự động luôn. Ngoài ra thì sẽ cũng đã được trang bị những tính năng như là chống trơn trượt này, ổn định thân xe rồi kiểm soát lực kéo. Ngoài ra thì đây là cụm điều chỉnh đèn này, rồi cái cụm điều khiển cho cái màn hình giải trí ở bên này. Ngoài ra thì cụm điều hòa đã được trang bị dạng đây là dạng digital và có chức năng là mắc cool, giúp anh chị làm mát nhanh trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng. Và đây là cái cụm đề nổ của xe, thì như em vừa giới thiệu là cái trang bị này đã được trang bị trên cả hai phiên bản số sàn và số tự động. Đây là phần khoang trước của xe, còn hàng ghế thứ hai, đây là hàng ghế thứ hai của xe rất là rộng rãi. Và đây là ghế thứ ba. Ghế thì được trang bị là ghế nỉ. Và ở phía hàng ghế thứ hai được trang bị, thứ nhất là có cái cụm sạc USB cho hàng ghế thứ hai này. Và ở phía phần trần xe có một dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai và dàn lạnh cho hàng ghế thứ ba.
thì đảm bảo cho các cái dòng xe của Toyota nói riêng và dòng xe Avanza này nói chung, Toyota nói chung và Avanza nói riêng là sẽ đảm bảo được cái khí mát trong xe. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái nội ngoại thất chiếc xe Toyota Avanza màu bạc, và giới thiệu cho anh chị về giá bán, giá niêm yết, lăn bánh, trả góp chiếc xe này. Thì anh chị cần em bổ sung thêm thông tin gì, ví dụ như là thủ tục lấy xe, thủ tục trả góp, hay là các cái lịch xe, màu xe, thì anh chị liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.